Chúa ơi, chúng con chúc tụng Ngài cho buổi sáng tốt lành này. Cho con chúc tụng lời của Chúa trong sách Rutter chương 2. Nguyện xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối của chúng con. Trong danh Jesus Christ Amen. Chương này nói về việc Rutter đi làm việc như một người mót lúa ở trong cánh đồng của Bo. -ô. Ông là người bà con của Naomi. Câu 1. Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu về họ hàng Elimelech, tên người là Bo. -ô. Naomi có quan hệ họ hàng với bộ bà con với chồng của mình là Abimelech. Chúng ta không biết chính xác là mối quan hệ cụ thể như thế nào, nhưng chỉ biết là bà con với bộ Bộ là một người quyền thế và giàu. Trong thời kỳ đói kém, khi Eli Melech và cả gia đình họ rời đất hứa để đến Moab, Bô-ô đã ở lại và Đức Chúa Trời đã chu cấp cho ông ta. Trên thực tế, Đức Chúa Trời đã biến bộ trở thành người giàu có. Mười năm trước, Naomi và gia đình cô đã đưa ra một lựa chọn một lựa chọn được đưa ra trong một thời kỳ đói kém khó khăn nhưng họ không phải làm sự lựa chọn sai người dân bethlehem không chết vì đói họ vẫn còn ở đó và họ đã được ban phước hơn gia đình của naomi đôi khi chúng ta biện minh cho những sự lựa chọn sai lầm vì hoàn cảnh khó khăn nhưng đức chúa trời sẽ củng cố và ban phước cho chúng ta để chúng ta có sự lựa chọn đúng đắn ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn Cách diễn đạt chính xác về cái chữ là Bô là một người quyền thế và giàu. Cái chữ này ấy cùng một chữ với ở trong các quan sát chương 11 câu 1 thì nói đó là một người dũng sĩ. Chúng ta nghe nhớ đến hình ảnh của người hiệp sĩ. Bô là một người bà con. Phần này giới thiệu đến một từ quan trọng ở trong sách Luther, cái chữ Goe trong tiếng Do Thái cổ nói rằng Bô là một Goe là một người bà con, không phải là một người họ hàng thông thường. Và có những lời bình luận nói rằng ông là một đại diện gia đình đặc biệt. Ông là một người thủ lĩnh ở trong bộ tộc, trong gia đình. Ruter ở trên cánh đồng của bộ ô, câu 2 đến câu 3. Ruter người Moab thưa cùng Naomi rằng, Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót rẽ lúa theo sau, kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp, hỡi con hãy đi đi. Vậy Ruter đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của bộ ô về họ hàng Elimelech xin để cho con đi ra ngoài ruộng đặng mót dê lúa. Lê Vi chương 19 câu 9 câu 10 Con nói Chúa truyền lệnh cho người Israel ấy, lúc mà gặt thì chớ có gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi. Đây là một trong những chương trình trợ giúp xã hội ở Israel Chúa tạo ra. Nông dân họ không được thu hoạch hoàn toàn ruộng của họ. Vì vậy những người nghèo và túng thiếu có thể đến và nhặt nhạnh những gì còn lại cho chính họ đây là một cách tuyệt vời để giúp đỡ người nghèo nó ra lệnh cho những người nông dân phải có một trái tim rộng lượng và nó ra lệnh cho người nghèo phải tích cực làm việc để kiếm ăn và một cách để họ tự cung cấp cho những nhu cầu của mình một cách xứng đáng và đàng hoàng có lẽ đây là nguồn gốc mà chúng ta nghe nói giúp đỡ đấy không phải cho con cá mà cho cái cần câu cá đây là văn hóa của kinh thánh cái nét đẹp văn hóa của kinh thánh trong câu 3 thì nói vậy, Ruter ra đi và bắt đầu đi mót lúa ở trên ruộng, nuôi mình và mẹ chồng, Naomi. Điều này cho thấy một tinh thần làm việc chăm chỉ tuyệt vời ở nơi Ruter và nó cũng mang tính thuộc linh. Cô sẽ không có một sự tinh thần nào khác hơn, ấy, không có thuộc linh hơn ấy, là khi ngồi ở nhà và cầu nguyện để kiếm thức ăn. Té ra, may cho nàng gặp sở đất của bô ô. Người ta nói rằng Ruter đi theo sau các con gặt mà mót lúa trong một ruộng kia. Ruter đến cánh đồng đó bởi vì Chúa đang hướng dẫn cô. Điều này cho chúng ta thấy một số cách tuyệt vời mà bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời đang làm việc. Nếu router ở nhà và chờ đợi cảm giác thuộc linh, có lẽ cô đã đợi rất là lâu và vẫn có thể đã đi nhầm lĩnh vực, nhầm hướng. Thay vào đó, router trải nghiệm sự di chuyển rất tự nhiên của bàn tay siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Router trải nghiệm sự vận hành rất tự nhiên của bàn tay siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta đang thực sự bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bàn tay vô hình của Chúa Bằng cách nhìn lại những sự hướng dẫn của Ngài Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian để cố gắng tìm kiếm Một cách quá mấu ấy, về bàn tay của Ngài ở phía trước Chúng ta có thể tự gây ra rắc rối cho chính mình Bộ ô biết, đã nghe biết về router câu 4 đến câu 7 Và này bộ ở Bethlehem Này bộ ô ở Bethlehem Nói cùng các con gạt rằng Nguyễn Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi Chúng đáp, Nguyễn Đức Yêu Va ban phước cho ông. Đoạn bố ô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gạt rằng, Người gái trẻ này là con của ai? Người đầy tớ coi sóc các con gạt đáp rằng, Ấy là người gái trẻ mô áp từ xứ mô áp trở về, cùng Naomi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng, Xin cho phép tôi đi sau các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới tròi một chút. Nguyễn Đức Diêu và ban phước cho ông. Điều này cho chúng ta thấy có điều gì đó về trái tim và tính cách của bộ. Rõ ràng các công nhân của ông yêu quý ông và có mối quan hệ tốt với ông. Bạn thường có thể nói lên tính cách thực sự của một người có quyền lực trong vai trò lãnh đạo bằng cách nhìn xem cách ông ta quan hệ với nhân viên của mình và cách họ nghĩ về ông ta như thế nào. Thì đánh giá được con người ông ta chính xác. Xin cho phép tôi đi sau các con gạt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Khi người quản lý báo cáo với bộ ông nói về thái độ phục tùng của Rutter. Dù sao thì việc mót lúa cũng là quyền hạn của cô được phép, theo như trong Lê Vi Ký chương 19 câu 9 đến câu 10. Nhưng cô đã đưa ra lời yêu cầu này một cách tử tế và đàng hoàng, xin cho được mót ở trong cánh đồng của bộ Vì vậy nàng đã đến từ sáng đứng mót cho đến bây giờ, Router có thể không biết điều đó, nhưng cô đang bị quan sát. Người quan sát ấy đang xem cô làm công việc gì. Và người đó rất ấn tượng rằng cô đã làm rất tốt. Và việc cô làm công việc tốt rất quan trọng bởi vì điều đó tạo ấn tượng tốt đối với bộ. Chúng ta cũng đang được kiểm tra. Và những lúc chúng ta không biết điều đó, chúng ta đang bị người khác theo dõi để xem chúng ta sẽ bước đi với Chúa như thế nào. Và những gì họ thấy sẽ tạo ra sự khác biệt. Câu 8 câu 9, Bo nói chuyện tử tế với Rutter. Bộ nói cùng tơ rằng, hỡi con gái ta, hãy nghe, chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ này, hãy ở cùng các tớ gái ta. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo nó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho. Hãy ở cùng với các tớ gái ta. Đây là những nữ công nhân đồng ruộng của bộ ô. Họ bó những bó lúa lại. Bộ bảo tơ hãy ở gần họ để cô được chăm sóc một cách chú đáo đừng có mót ở trong ruộng khác. Đức Chúa này đã ban phước cho Ruth và tất cả vì Ngài đã hướng dẫn cô đến cánh đồng của Bô Ô. Bô Ô biết rằng nếu Ruth ở lại trong đồng ruộng của mình, nàng sẽ được ban phước. Trong cánh đồng của Bô Ô, sẽ tìm gặp được bạn đồng hành cùng các đầy tớ gái của ông. Ở trong đồng ruộng của Bô Ô, sẽ tìm thấy được sự bảo vệ. Ta đã cấm các đầy tớ, ta đụng đến nàng. Ở trong cánh đồng ruộng của Bô Ô, sẽ tìm thấy sự sảng khoái nếu như có khác lòng tốt của bố ô thật là tuyệt vời ở tại thời điểm này chúng ta không thấy có dấu hiệu nào về một sự thu hút lãng mạn giữa hai người bố ô và rút và chúng ta không biết là rút trông như thế nào ngay cả khi nếu như cô ấy xinh đẹp có lẽ cô ta trông khá là xuề xòa vì cả ngày ấy, làm lụng một cách chăm chỉ tuy nhiên ấy bố đã mở rộng lòng tốt đối với cô chúng ta dễ có lòng tốt đối với người khác khi mà chúng ta thấy người đó làm lợi cho mình thì chúng ta tỏ ra nhân hậu và tốt đối với họ. Ngọt sớt ấy Tuy nhiên, ấy, lòng tốt thực sự được thể hiện khi chúng ta mở rộng bản thân mình với những người khác, những người mà chúng ta có thể thấy rõ rằng là họ không có gì để cho chúng ta. Đây là một cái nguyên tắc kết bạn đấy. Rutter cảm ơn bộ về lòng tốt của ông. Câu 10 đến câu 13. Rutter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất, mà thưa rằng, vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông đến đổi ông đoái xem tôi, vốn là một người ngoại bang. Bộ đáp, người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở, sanh của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyễn Đức Yêu Va báo đáp điều nàng đã làm, nàng đã đến núp dưới cánh Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông? Rutter hỏi. Thái độ của Rutter thật là tuyệt vời, trong trường hợp của router ấy thì có vài người trong chúng ta có thể sẽ nói rằng ấy cuối cùng cũng phải có lúc ai để ý đến mình chứ tôi đã làm việc chăm chỉ cả ngày mà bây giờ chúa sẽ ban cho tôi những phước lành mà tôi xứng đáng phải được xứng đáng có được chúng ta không bao giờ thấy router hỏi tại sao tất cả những điều khó khăn lại ập đến với cô ta trong cuộc đời mất chồng và sau đó quyết định đi với mẹ chồng hai bà quá thay vào đó router hỏi đặt câu hỏi là tại sao điều tốt đẹp này lại đến đây là một thái độ khác biệt đáng kể. Chúng ta thấy câu nói này, vì duyên cỡ nào mà tôi được ơn trong mặt ông. Rất là khiêm nhường nhưng không mặc cảm nhé. Một người ngoại bang, điều này thường xuyên ấy, nằm trong tâm trí của Reuters. Cô biết mình là một người Moab, không phải là một người Israel. Cô biết rằng trên cơ sở của nền tảng dân tộc ấy, thì cô không thuộc về nơi này. Điều này càng làm cho lòng tốt của bố ô đối với cô trở nên đáng quý hơn. Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên tử tế với những người lạ, kiều ngụ ở giữa chúng ta. Nhưng điều này cũng áp dụng ở một mức độ khác bởi vì xã hội của chúng ta không còn được cấu trúc xung quanh gia đình nên đối với nhiều người vòng nối kết quan trọng nhất của họ là bạn bè của họ các nhà xã hội học bây giờ họ gọi đây là một hình thức bộ tộc hóa hiện đại chúng ta trở thành một phần của bộ tộc nhỏ một nhóm bạn nhỏ mang lệnh yêu thương người ngoài người lạ có nghĩa là chúng ta không chỉ nên kết giao với những người trong bộ tộc của mình và chúng ta phải luôn chào đón những người bên ngoài vòng quan hệ của mình ấy. bộ tộc của mình tức là vòng quan hệ của mình Bố mới nói người ta có thuật cho ta nghe trong thị trấn nhỏ tức là mọi người đều biết việc của người kia người này đều biết việc của người khác như trong làng đấy tuy nhiên điều đó cũng cho thấy rằng sự tận tâm của rutter với naomi có nghĩa là quan trọng điều đó đã được mọi người chú ý đến và xì xào đến tức là con dâu quá đi lo cho mẹ chồng quá chúa đền đáp công việc của bạn và phần thưởng đầy đủ sẽ được chúa là đức chúa trời của israel ban cho bạn theo nhiều cách rutter là một phần ví dụ về một sự chuyển đổi mới Cô đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời của Israel. Cô đã rời bỏ các bạn bè thân quen cũ của quê hương mình. Cô đã ra đi vào giữa những người lạ. Cô có sự tự ti ở trong mắt của mình, tức là thân phận mình là người mô áp. Cô tìm thấy sự bảo vệ dưới bóng cánh của Chúa. Tương tự như vậy, những cơ đốc nhân ấy, lớn tuổi nên giống như Bồ-Ô đối với những cơ đốc nhân trẻ tuổi hơn là Luther. Ông chào cô bằng những lời động viên dịu dàng đây chính xác là điều mà tất cả những cơ đốc nhân lớn tuổi chúng ta nên làm đối với những người trẻ tuổi giống như là Ruther Spurgeon nói tôi muốn các bạn chú ý đến những người trẻ tuổi mới trở lại tin Chúa và nói với họ những lời tốt đẹp và những lời nói thoải mái nhờ đó họ có thể cổ vũ được cái sự động viên và tiếp thêm sức mạnh điều đáng chú ý là mặc dầu những lời này được nói với Ruther chúng cũng là lời cầu nguyện của Đức Chúa trời dành cho Ruther các tín đồ đấng Chris nên cầu nguyện cho nhau, đặc biệt là những tín đồ lớn tuổi nên cầu nguyện cho những người mới tin Chúa. Nàng đã đến núp dưới cánh Jehovah, Đức Chúa Trời của Israel. Bô đặc biệt nói về sự cam kết của Ruther với Đức Chúa Trời của Israel. Đây là cách mà ông thể hiện lòng tốt, sự nhân hậu, đem đến sự khích lệ cho cô là một người trẻ tuổi mới tin vào Chúa. Hình ảnh có lẽ giống như một chú chim nhỏ đang rút dưới cánh của mẹ nó, cho chúng ta thấy một bức tranh về sự tin cậy và về sự an toàn. Thi Thiên 17 câu 8 Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Thi Thiên 36 câu 7 Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao, con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Thi Thiên 63 câu 7 Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Câu 13 Nàng thưa rằng, hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái chúa. Đây là một cách rất lịch sự để nói lời cảm ơn với bộ Ruther gần như bị choáng ngợp bởi lòng nhân hậu, lòng tốt của ông và đủ lịch sự để nói lời cảm ơn như vậy. Bộ tiếp tục tỏ ra sự ưu ái đối với Ruther, câu 14 đến 16. Trong bữa ăn, bộ lại nói cùng nàng rằng hãy lại gần ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy nàng ngồi bên các con gặt, người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê e, rồi để dành phần dư lại đoạn nàng đứng dậy đặng mót bộ ô truyền lệnh cho các đầy tớ mình rằng hãy để cho nàng mót dẫu ở giữa các bó lúa chớ làm xấu hổ nàng cũng hãy rút vài ré trong bó lúa bỏ rớt cho nàng lượm lấy và chớ trách móc nàng chút nào nhúng miếng nàng trong giấm có lẽ bây giờ chúng ta thấy gợi ý đầu tiên về một tình cảm lãng mạn chăng bộ ô tỏ ra rất nhân từ và ưu ái với rút trong bữa ăn chỉ mời cô thôi là đủ rồi nhưng ông cũng đã mời cô chia sẻ đầy đủ ở trong bữa ăn, thậm chí là cả phần nước chấm đặc quyền. Nàng ăn cho đến no nê e, rồi để dành phần dư lại. Dầu tâm trạng Rutter cũng có thể đang thức dậy với một số tình cảm lãng mạn nào đó đối với bộ ô. Cô cũng đã nhớ giữ lại một ít, không ăn hết những gì đưa cho mình. Nghĩa là cô không có muốn tỏ ra như một kẻ tham ăn trước mặt bộ ô, và cô đủ hợp lý để mang một ít về nhà cho mẹ mình, Naomi, mẹ chồng ạ. Ruter hài lòng vì đã đáp lại lời mời hào phóng của bố Cô không phải là một trong những người thợ gặt, nhưng cô được ngồi bên cạnh những người thợ gặt và ăn như thể cô là một trong số họ. Và cô ăn và hài lòng. Cũng vậy, những người ngoài mới tin Chúa đấy có thể ngồi giữa những thờ gặt là những người tin Chúa theo lời mời của Chúa Giêsu Và trong lúc này, trong cái mạch này thì bố đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Và nhờ đức tin ấy họ có thể được ăn bữa ăn no nê. Chúng ta nhớ đến hình ảnh là ngồi đồng bàn trong nước Đức Chúa Trời đấy, sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham. Nàng ăn cho đến no nê, tâm trí của bạn sẽ được no nê bằng lẽ thật quý giá mà đấng Christ bày tỏ. Trái tim của bạn sẽ được no nê với Chúa Giêsu như một đối tượng hoàn toàn đáng yêu của tình cảm. Hy vọng của bạn sẽ được thỏa mãn đầy tràn, tôi có ai ở trên trời ngoài ra đấng Christ. Ước muốn của bạn sẽ được no nê và thỏa mãn video mà ngay cả sự khao khát của bạn là được biết đấng Chris và được tìm thấy Ngài thì bạn sẽ thấy rằng Chúa Jesus Chris lấp đầy lương tâm của bạn cho đến khi bạn được bình an hoàn toàn Ngài sẽ lấp đầy sự phán xét của bạn để cho mình không có bị đoán xét cho đến khi bạn biết sự chắc chắn của những lời dạy của Ngài Ngài sẽ lấp đầy trí nhớ của bạn bằng những hồi ức về những gì Ngài đã làm lấp đầy trí tưởng tượng của bạn với những triển vọng về những gì ngài chưa làm, bạn sẽ được no nê và được thỏa lòng. Trong câu 16 cũng hãy rút vài ré trong bó lúa bỏ rớt cho nàng lượm lấy. Điều này rộng rãi hơn là mạng lệnh ở trong Lê vi ký chương 19 câu 9 đến câu 10. Bô sẽ cho phép Ruter lấy một ít trong số những hạt ngũ cốc đã được gom lại và chớ trách móc nàng chút nào. Điều này cũng rất là tốt đẹp. Bô muốn chúc phước cho Ruter nhưng ông không muốn làm ô nhục phẩm giá của cô bằng cách biến cô thành một trường hợp từ thiện. Vì vậy, ông đã để một số hạt rơi được cho là vô tình để cho cô nhặt nó lên. Phần B là router báo cáo các sự kiện trong ngày kể lại cho Naomi. Câu 17 đến câu 18. Vậy router mót trong ruộng cho đến chiều tối đập lúa mình đã mót hứng được chừng một efa lúa mạch. Nàng vác đem trở vào trong thành, bà ra nàng thấy lúa nàng đã mót, đoạn tơ trút phần bữa ăn, dư ra mà trao cho người. Đúng vậy, Đức Chúa này đã ban phước cho tơ Vâng, người ta rất hào phóng với cô. Đây là một ngày, từ sáng đến tối, tơ làm việc rất là chăm chỉ. Chúng ta nên theo gương của tơ để thu lượm mọi thứ gì có thể được từ trong lời của Chúa, như tơ đã làm vậy. tơ đã làm việc chăm chỉ, tơ phải khom lưng nhặt từng hạt lúa, Router chỉ có thể nhặt từng hạt một. Router phải giữ từng hạt và không có được để cho rơi rớt. Router mang ngũ cốc về nhà và đập nó. Router cầm lấy hạt lúa đã đập và sàng sảy nó. Router được nuôi dưỡng bằng lúa gạo. Được chừng một epha lúa mạch, nó vào khoảng 22 lít lúa mạch. Một ngày làm việc tuyệt vời đối với một người mà không có gì cả. Rồi Router trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho Naomi ngoài tất cả những lúa mạch mót được, Rutter mang cho Naomi thức ăn còn sót lại trong bữa ăn với bộ ô. đây rõ ràng là một điều may mắn cho Naomi. Naomi ca ngợi đức chúa trời về sự nhân từ của ngài đối với bà và Rutter. câu 19 đến 23. Bà Ra nói, ngày nay con có mót ở đâu, con có làm việc ở đâu, phước cho người đã tiếp nhận con. nàng nói cho bà Ra mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói, người chủ nơi tôi có làm việc ngày nay tên là Bô Ô. Naomi đã cùng dâu mình rằng, nguyện Đức hô Ba ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng, người đó là bà con của chúng ta, vốn là những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp lại. Rutter người Moab tiếp rằng, người cũng có nói cho tôi rằng, hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng, làm xong hết mùa gặt. Naomi nói cùng Rutter, dâu mình rằng, hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Vậy nàng ở cùng các tớ gái của bố ô, đặng mót cho đến hết lúa, hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì, nàng ở nhà của bà gia mình. Trong câu 20 nói, nguyện Đức Do ban phước cho người vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Đây có phải là một người phụ nữ vào thị trấn mà nói, hãy gọi tôi là Mara vì đấng toàn năng đã đối xử rất cay đắng với tôi. Router chương 1 câu 20 đấy. Đây có phải là người phụ nữ đã nói rằng đấng toàn năng đã làm khổ tôi hay không? Router chương 1 câu 21. Tất nhiên là như thế rồi. Giờ đây ấy, bà cảm thấy nhiều hơn về kế hoạch của Đức Chúa Trời đang diễn ra. Vì vậy, bà có thể thấy rõ hơn mọi thứ đang hoạt động cùng nhau như thế nào để đem lợi ích cho những người yêu mến Ngài hỡi con gái ta lấy làm phải cho con, thật tốt cho con. Tất nhiên Naomi nói với Rutter con đừng có mót lúa ở chỗ nào khác, hãy ở lại chỗ ông bô ô này. Ông không chỉ hào phóng mà còn là một trong những người bà con gần của chúng ta. Tầm quan trọng của điều đó sẽ được hé mở ở trong các chương tới. Ở đây chúng ta thấy trong câu 21 thì nói Rutter người mô áp tiếp rằng có lẽ tác giả không có vô tình khi mà viết rõ là Rutter người mô áp. Nó càng nổi bật lên cái thái độ của Boo ô và sự tiếp nhận của Boo ô. Nếu như là một người quá mà người Israel ấy, thì người anh em trai còn sống cần có trách nhiệm để thay cho họ. Đó là cha để thay đấy. Trong Kinh Thánh cũng có nói về vai trò về người mẹ để thay. Nên đây là người cha để thay. Nhưng đằng này ấy, thì cái người nữ này lại là người mô áp. Thì rõ ràng là nơi Bo-ô phải có đức tin. Để ông tiếp nhận một người ngoại, mặc dầu đó là một người bà quá. Thì qua đây chúng ta thấy được rằng ấy, là cái tinh thần của Bo-ô nó có những sai lầm và có những lầm lạc. Đức Chúa đây là đấng công bình, Chú sử đối với lỗi lầm và lầm lạc của nhà naomi mất hết tất cả khi quay trở về nhưng còn khi tiếp nhận ấy thì tiếp nhận tất cả bộ ấy đã thể hiện trong cái đức tin đó và lúc này thì cái chương trình của đức chúa trời đi tìm kiếm một dòng dõi để hầu việc ngài ấy và cái dòng dõi này sẽ đến để hầu việc chúa và cái chương trình đó ấy, nó đang gần đến cái hồi nó được mở ra cho đến khi mà vua david ra đời ấy thì câu chuyện này nó liên hệ đến câu chuyện của vua David. Từ dòng dõi đó mà người ta gọi Chúa Giêsu là dòng dõi của vua David. Ấy. Và chúng ta thấy trong chương 1 nói về chương trình của Đức Chúa Trời làm việc ở trên một người tan vỡ, một người có tấm lòng tan vỡ, một người đắng với đời nhưng mà không cay với Chúa mà lại ăn năn rất là thống hối đối với Chúa. Và bà không tưởng tượng được, có lẽ trong đời, cuộc đời của bà không tưởng tượng được. Naomi và Ruther không tưởng tượng được những cái điều kỳ diệu và tốt lành Chúa có thể làm, quyền năng của Ngài có thể làm vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nhưng có một điều đó là suy nghĩ khiêm nhường, sự đầu Lô dặn ở trong Roma 12 đấy. Anh em đừng ước ao sự cao sang, nhưng hãy ước ao sự khiêm nhường, hãy có suy nghĩ khiêm nhường mà không mặc cảm nhé. Đó là sự hạ mình. Và chính cái suy nghĩ đó ấy nó giúp cho chúng ta ở trong sự nhu mì, sự khiêm nhường. Và chúng ta thấy Hai bà quả này về không có bị hắt hủi, không bị hắt hủi mà được tiếp nhận. Chúng con dân lời cảm ơn ngài cho câu chuyện này đem đến bài học cho chúng con. ơn